muốn mời cả nhà đi ăn một cái món là món đùi gà bó xôi. Thì có lẽ là bình thường á mình sẽ mua ăn gà bó xôi thì người ta sẽ có hai kiểu là gà bó xôi nguyên con mà trong đó có nhân, có hành sen này kia. Còn ở đây thì đùi gà bó xôi này là một cái đùi gà được bọc bởi cái lớp xôi mà chiên lên. Thì ở đây thì thời lượng mỗi ngày thì bán chỉ có vài giờ đồng hồ thôi, nên là mọi người nếu mà muốn ăn thì cũng tranh thủ. Thời gian bán ở đây là 4 giờ cho tới 9 giờ tối. Và địa chỉ ở đây thì nó nằm ngay cái đầu đường là Lũy Bán Bích. Nói chung là đường này là đầu đường Trương Vĩnh Ký, đoạn giao với Lũy Bán Bích nha cả nhà. Đây là mình sẽ đi lại đây nha. Đây là gà bó xôi này, thì cái đùi gà bó xôi mọi người thấy là đã cái đùi gà bên trong á được bên ngoài được bọc xôi này, và để trong cái bịch mũ rất là cẩn thận. Theo mình được biết là cái lớp xôi này này mọi người đã có những ướp những cái gia vị rồi, và gà bên trong thì cũng đã chín, cho nên là chiên lên cái quá trình chiên nó cũng sẽ rất là nhanh. Chỉ 3 phút là mọi người có được cái đùi gà bó xôi để ăn rồi. Đây 3 phút nha cả nhà. Đây khách lại đang chờ mua nữa cả nhà. Chiều chiều mình ngán cơm ở cả nhà thì mình đổi vị bằng cái việc là mình mua cái đùi gà bó xôi này ăn cũng hợp lý. Tiền thì cả nhà 0918 114 459 là cái số
số là 0707990367. Đây, khách đang chờ đây. Hàng siêu thị mà. Đây là những cái gia vị mình ăn kèm.
trước thì cái vỏ xoài nó sẽ không có giòn, nó sẽ để lâu nó sẽ bị, nó bị dai và nó bị, nó không có còn giòn khi mà mình như vừa mới chiên xong. Và đặc biệt là nếu mà chiên trước thì nếu người ta muốn ăn nóng chiên đi chiên lại, cái xoài nó cũng sẽ không ngon nữa mọi cả nhà. Cho nên là khi mà khách tới gọi bao nhiêu thì người ta mới làm. Và Diễm nghĩ thì 3 phút cũng không quá lâu rồi, cho trong cái việc chúng ta chờ lấy cái đùi gà chiên nóng hổi để mà ăn. Liều lưỡi, mọi người ăn no nên liều lưỡi luôn. Mọi người đừng quên nhấn vào nút đăng ký, bấm vào cái nút